Mỹ nhân nào chịu thật thà như Hehenie, tự thừa nhận mình mũi không cao, da không trắng, gò má to. Thưa quý vị và các bạn, tốt khoe xấu che là việc của thiên hạ, còn với Hehenie, mọi khuyết điểm trên gương mặt đều khiến cô cảm thấy tự hào. Trong giới người đẹp showbiz Việt, Hehenie là một bông hoa mang hương sắc khác lạ đến từ Tây Nguyên đại ngàn. Cũng chính vẻ đẹp gai góc mạnh mẽ ấy đã giúp cho cô gái dân tộc Ede trở thành người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhưng trên đời làm gì có người thập toàn thập mỹ? Ngay cả một hoa hậu như Hehenie cũng tồn tại những khuyết điểm không dễ cải thiện. Nhưng điều khác biệt ở mỹ nhân tóc kém là cô chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều về những chuyện ấy. Tốt khoe xấu che là việc của thiên hạ, còn Hehenie, mọi khuyết điểm trên gương mặt đều khiến cô cảm thấy tự hào. Với tính cách chân chất phóng khoáng của một bông hoa núi rừng, Hehenie còn thật thà đến mức thừa nhận mọi khuyết điểm nhan sắc của mình trên mạng xã hội. Mũi mà không cao không phải là hen, da mà trắng thì càng không phải là cô gái Ede Hehenie, gò má mà không to thì không phải là cô người mẫu Hehenie. Và mọi thứ trên gương mặt này đúng chất mẹ sinh ra em, nên đừng ai nói em thêm cả, hoa hậu bảo. Mũi không cao, da không trắng, gò má to đều không thuộc về chuẩn mực của cái đẹp, và để áp những đặc điểm đó vào hình ảnh hoa hậu xưa nay ở Việt Nam thì lại càng lạc tông. Nhưng nếu showbiz này ai cũng da trắng, mũi cao, gò má thon, mắt bồ câu, mặt vlai thì hẳn sẽ nhàm chán lắm. Thời buổi hiện đại, phẫu thuật thẩm mỹ là phép màu giải quyết được hết những khuyết điểm sắc đẹp, vịt có thể hóa thiên nga. Nhưng ngắm thiên nga này lại thấy nhang nhác giống thiên nga khác thì sự thú vị cũng đâu còn nữa. Ít nhất, Hehenie là một cô gái khác biệt, và chính những điểm mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kể lại là ưu điểm lớn nhất của cô trong việc để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Quan trọng hơn cả, Hehenie là một cô gái chân chất và lạc quan. Cô chưa bao giờ ngại đăng ảnh mặt mộc trần trụi lên mạng xã hội. Với ai đó, khoe mặt mộc là hành động thiếu khôn ngoan của một hoa hậu. Nhưng với Hehenie, cô luôn tự tin với những gì mình có, dù nó chưa phải thập toàn thập mỹ trong mắt nhiều người. Đó như một cách thể hiện sự yêu thương trân trọng với hình hài mà người mẹ Tây Nguyên sinh ra, như hoa hậu nói. Hoa hậu Hehenie trở thành đại sứ giáo dục trao học bổng 100 triệu cho sinh viên. Với vai trò đại sứ giáo dục của trường Đại học Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hoa hậu Hoàn vũ Hehenie xuất hiện tại trường nhân chương trình Ngày hội việc làm do trường Đại học Quang Trung phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức. Cùng với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Đại học Quang Trung cũng là đơn vị đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh giáo dục cộng đồng xã hội. Qua vai trò đại sứ giáo dục, Hoa hậu Hehenie đại diện nhà trường công bố thành lập quỹ học bổng dành cho sinh viên của trường với mục đích động viên và khuyến khích những sinh viên nghèo hiếu học và đạt được thành tích học tập tốt. Nhân sự kiện đặc biệt quan trọng này, thay mặt tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hehenie cũng đã gửi tặng số tiền 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên nghèo hiếu học. Với sự hỗ trợ này, các bạn sinh viên sẽ có thêm chi phí để trang trải sinh hoạt, học tập, an tâm tập trung cho công việc và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Số tiền này dự kiến sẽ được cấp thành 10 suất học bổng cho sinh viên người dân tộc, 10 suất cho sinh viên nghèo hiếu học. Mỗi suất trị giá 5 triệu tương đương học phí một học kỳ. Chia sẻ tại Ngày hội việc làm, Hoa hậu Hehenie gửi đến các bạn sinh viên những lời khuyên hữu ích về tầm quan trọng của việc học bằng cách học tập tích cực ngay lúc này. Cô cho rằng, tri thức từ môi trường giáo dục học đường sẽ là hành trang tốt nhất cùng bạn tạo nên tương lai tốt đẹp sau này. Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn Toàn cầu cam kết tiếp nhận 100% sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu việc làm vào làm việc tại các đơn vị thành viên của tập đoàn. Điều này khiến Hoa hậu Hehenie vô cùng xúc động. Cô hy vọng trong tương lai, cùng với quỹ học bổng, trường Đại học Quang Trung sẽ là cơ sở giáo dục đại học tư thục năng động và phát triển không ngừng, hỗ trợ tích cực cho việc học tập nhiều thế hệ sinh viên tỉnh Bình Định nói riêng và sinh viên khu vực Trung Nam Bộ, Tây Nguyên nói chung, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp hơn. Hehenie hài hước, ngày đi tươi tắn năng động, ngày về chân lấm tay bùn. Chia sẻ của nàng hậu tóc tém nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Tham gia Miss Universe 2018,
Hennie trở về với danh hiệu top 5 chung cuộc của cuộc thi Cô gái tóc tém da nâu, trở thành niềm tự hào của người Việt Nam nói chung và người Tây Nguyên nói riêng. Hennie đã trở lại quê nhà mừng công bằng việc lái công nông. Hình ảnh giản dị và gần gũi của Hennie khiến nhiều người vô cùng thích thú. Trên trang cá nhân của mình, Hennie đã hài hước chia sẻ về ngày trở về của mình. Top 5 Miss Universe 2018 nói rằng, ngày đi tươi tắn năng động, ngày về chân lấm tay bùn, nhưng là màu đất của Tây Nguyên nên mang theo vào Sài Gòn thôi. Lời chia sẻ tâm sự của Hennie nhận được nhiều sự quan tâm rằng, dù đi bất cứ nơi đâu, dù đang đứng ở tâm thế nào, thì cô vẫn là con người của đại ngàn Tây Nguyên. Cô vẫn yêu dòng máu, màu da cũng như mảnh đất cô đã sinh ra. Trước đó khi trở về Đắk Lắk, Hennie gây bất ngờ khi tự tay lái công nông. Cô sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế. Từ nhỏ, Hennie đã phụ giúp cha mẹ nên rất thạo công việc nhà và việc đồng áng. Trước đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 1 năm 2018, Hennie cũng về thăm quê trên chiếc xe công nông. Hình ảnh giản dị của cô từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Về với buôn làng, về với vòng tay người thân và những người hâm mộ ở Tây Nguyên, Hennie run run nói rằng, ngày hôm nay trở về nhà truyền thống của buôn, tôi thấy nơi này vẫn hết sức thân thuộc, bình dị, đơn sơ. Nhưng chính vì sự đơn sơ, tôi nghĩ về những điều mình có thể làm thêm cho buôn làng. Hé lộ lý do, Hennie bí mật xuất hiện tại Nhật Bản với ngoại hình đẹp trai. Khác hẳn với vẻ ngoài xinh như nữ thần khi sải bước trên thảm đỏ, Hennie giản dị xuất hiện tại khu vực sân bay ở Nhật. Kết thúc những chuỗi ngày công tác tại Hoa Kỳ, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Hennie trên đường thực hiện chuyến bay trở về Việt Nam. Trong chuyến hành trình, người đẹp có tiến hành thủ tục quá cảnh tại Nhật. Chính tại đây, fan hâm mộ đã tình cờ phát giác và nhận ra người đẹp ED giản dị với áo phông và ba lô lấp lánh đeo trên vai. Một lần nữa, Hoa hậu Hennie lại đốn tim người hâm mộ với hình ảnh mộc mạc này. Thậm chí có fan còn chia sẻ có nhiều hoa hậu như Hen cũng thực hiện các chuyến bay tương tự nhưng toàn đăng ảnh khoe toa bonus hạng sang. Với style giản dị, đầu đội nón kết, áo khoác thun, Hennie trở nên thật cool ngầu. Nhiều fan còn trêu đùa với hình ảnh này, người đẹp hoàn vũ tựa như một anh chàng đẹp trai chuẩn soái. Có thể thấy Hennie là một trong số ít người đẹp thành công và liên tục xuất hiện ở truyền thông quốc tế hậu chương trình một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn luôn giữ được hình ảnh đáng yêu, thân thiện và giản dị của mình. Chính điều này đã giúp Hennie luôn nhận được sự ngưỡng mộ rất lớn từ công chúng. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.